rất tốt. Công Phượng, một cú sút thẳng của Công Phượng, tuy nhiên bóng đi không chính xác. Lệch phải là Duy Mạnh và lệch trái là hậu vệ Bùi Tiến Dũng đang chơi cho câu lạc bộ Viettel. Anh Đức rất tốt, đường chuyền Công Phượng, rồi sút đi không được. Một pha đỡ bóng rất gọn của Công Phượng, tuy nhiên hậu vệ Palestine đã kịp thời áp sát và giúp cho câu lạc bộ Hải Phòng có số bàn thua ít nhất cho đến lúc này tại V-League. Rất mượt mà Công Phượng, pha đi bóng quen thuộc của Công Phượng, lỗi rồi. Cầu thủ vừa phạm lỗi là Michael Temarini, cầu thủ bao số 4. Temarini đang chơi cho câu lạc bộ AFC United của Thụy Điển. Xuân Trường, Công Phượng rất tốt, vẫn là Công Phượng, Quang Hải, Văn Quyết, Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu, Anh Đức rất tốt, Văn Quyết sút đi không được. Một pha hạ bóng bằng chân phải và tung ra cú sút bằng chân trái. Văn Thanh chuyền vào, Anh Đức đến đâu không vào, rất đáng tiếc. Văn Quyết, một quả phạt góc cho Việt Nam. Anh Đức đang ôm đầu tiếc nuối. Một pha băng cắt đánh đầu sở trường của tiền đạo câu lạc bộ Becamex Bình Dương, tuy nhiên thì bóng không đi vào lưới, rất đáng tiếc cho Việt Nam. Pha đánh gót ngẫu hứng của Văn Thanh, Công Phượng, Anh Đức sút. Anh Đức đã ghi bàn. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1 và Anh Đức đã ghi bàn. Văn Thanh, Công Phượng đã có những pha phối hợp rất mượt mà để Anh Đức ra chân trái tung một cú sút có thể nói là hiểm hóc hạ gục của gôn bên phía Palestine. Rất tốt, chắc chắn là bàn thắng này sẽ ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Bang Sơ. Anh Đức đã ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Bang Sơ với bàn thắng rất đẹp vừa rồi. Niềm vui của người hâm mộ Việt Nam, lá đại kỳ một lần nữa tung bay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Văn Quyết và Văn Hậu, vẫn là Văn Hậu, đừng chuyền vào, vẫn còn Văn Thanh, Quang Hải, Công Phượng dứt điểm. Siêu phẩm của Công Phượng, một pha sút bóng quá đẹp của tiền đạo bên phía câu lạc bộ đang chơi cho Hoàng Anh Gia Lai. Siêu phẩm, bàn thắng này chắc chắn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. 2-1 cho Việt Nam. Công Phượng quá hay, lá đại kỳ một lần nữa tung bay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đường chuyền của Quang Hải, Công Phượng không chuyền bóng và sút quá đẹp. Một pha hạ bóng đúng tầm chân và tung ra một cú sút quyết đoán của Công Phượng, một cú sút mà thủ môn bên phía Palestine đành bất lực. Đây là Hà Đức Chinh, Văn Toàn, Công Phượng, vẫn là Công Phượng, Quang Hải, đường chuyền của Văn Hậu hơi dài, Văn Thanh, cú sút đá thì trúng vùng đạn đầu tiên của các cầu thủ đội Việt Nam. Đoàn Văn Hậu, hậu vệ cánh trái mã áo số 20, một mẫu cầu thủ rất đa năng. Công Phượng rất tốt. Tuấn Anh, một pha phản công nhanh, gọi là Tuấn Anh Hà Đức Chinh. Cú sút hơi nhẹ bằng chân trái của Hà Đức Chinh. Đấy là biện pháp để giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam có được những bàn thắng ngày hôm nay. Mà điều mà các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Cần chính là những pha làm bóng tốc độ từ đưa bóng vào của Văn Thành. Công Phượng, gọi là Công Phượng, cú sút. Đó là những gì tốt nhất của Công Phượng mà chúng ta đã được thấy. Đúng là các hậu vệ của đội tuyển U23 Hàn Quốc có thể hình tốt nhưng khả năng xoay trở là khá chậm, và bộ đội Công Phượng đã tận dụng được yếu điểm này để có được bàn thắng cân bằng tỷ số rất nhanh. Bàn thắng thứ tư của Công Phượng qua 3 trận đấu ở đội vòng loại U23 này. Đó là những gì mà người hâm mộ Việt Nam đang muốn thấy. Những gì tốt nhất của Công Phượng thì ở cả 3 trận đấu vừa qua chúng ta đều đã được thấy rất rõ. Khi mà áp lực tâm lý được gỡ bỏ đi rất nhiều thì Công Phượng đã có cho mình những siêu phẩm. Cú đá quá bất ngờ của số 10 bên phía U23 Việt Nam. Trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam là tiền vệ máu số 11 Đỗ Duy Mạnh buộc phải kéo xuống đá trung vệ thì vai trò tiền vệ phòng ngự lại càng yếu đi. Đây là pha bóng đầu tiên của các thủ U23 Việt Nam trong hiệp đấu thứ hai. Đó là pha đi bóng của Văn Toàn. Trong các pha bị phản công thì các cầu thủ U23 Hàn Quốc cũng đã lùi về rất nhanh. Cú sút vẫn là Công Phượng, xuống trường. Hà Đức Chinh, khả năng càng lướt của Hà Đức Chinh. Văn Thành, pha phối hợp của bộ ba Hoàng Gia Lai. Văn Thành, Công Phượng. Công Phượng lại quyết định đi bóng. Công Phượng, rất nhiều khoảng trống. Văn Toàn, Văn Thành đang băng lên, không được. Công Phượng, đây là Văn Thành xuống trường rất tốt. Văn Thành, một pha lùi về rất nhanh của hậu vệ số 2 Jun Yang Yu. Quả đá phạt của Quang Hải. Công Phượng rất tốt. Quang Hải, là một trong những cầu thủ thực hiện cú đá phạt tốt nhất vào lúc này của bóng đá Việt Nam, chứ không chỉ riêng của đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là cú đá phạt của Quang Hải. Đôi chút so với khung thành của U23 Hàn Quốc. Công Phượng đi bóng rất nhanh. Công Phượng, mặt sân lại trơn, hơi bị trơn trong pha đi bóng của Công Phượng, nhưng vẫn là các cầu thủ U23 Việt Nam. Văn Toàn có phần chậm một nhịp trước sức ép liên tiếp của đội tuyển U23 Việt Nam, thì chúng ta cũng hiểu được ý đồ bảo toàn tỷ số của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Họ cũng đang chờ đợi thời cơ để có những pha phản công nhanh. Công Phượng, cú sút Công Phượng rất nguy hiểm. Một pha đổ người rất nhanh của thủ thành Song Bum Khương. Và ra chân trái đầy bất ngờ của số 10 bên phía U23 Việt Nam. Và lệnh bóng của Công Phượng.